Lần đầu tiên kể từ sau khi diễn ra sự kiện Brexit hồi tháng 6 năm ngoái, Bộ Tài chính Anh đã lần đầu tiên công bố gói ngân sách cho năm 2017. Theo đó, kinh tế Anh cũng được dự báo nhiều điểm sáng, bất chấp việc sẽ còn tiếp tục đối mặt thách thức từ Brexit trong vài năm tới. Phát biểu khi lần đầu tiên công bố gói ngân sách quốc gia kể từ sau sự kiện Brexit, Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond đánh giá kinh tế Anh vẫn có động lực tăng trưởng trong năm nay, tuy nhiên sẽ không tránh khỏi những tác động từ Brexit trong vòng khoảng 3 năm tới. Đây cũng đang là thời điểm chính quyền của nữ thủ tướng Theresa May tiến hành các quy trình cuối cùng cho việc nước Anh chính thức rời khỏi Liên minh châu Âu EU. Ngay khi chúng ta bắt đầu đàm phán về việc rời EU, của ngân sách mà chúng tôi đưa ra cũng đã dự trù cho nước Anh chuẩn bị chào đón một tương lai tươi sáng hơn. Gói ngân sách này sẽ là nền tảng ổn định và vững chãi để chính phủ tiến hành các đàm phán có liên quan. Cũng theo cơ quan phụ trách ngân sách Anh OBR, kinh tế Anh vẫn đang có nhiều điểm sáng để phát triển trong thời gian tới. Theo đó, dự báo tốc độ tăng trưởng của nước này vừa được nâng lên 2% trong năm 2017, thay vì mức dự báo chỉ khoảng 1,4% được công bố hồi tháng 11 năm ngoái. Dự báo tăng trưởng quốc gia được nâng lên, đồng nghĩa với việc gói ngân sách mà Bộ Tài chính Anh dự trù cũng đã được giảm xuống dưới 52 tỷ bảng Anh trong năm nay. Trong đó, riêng 2 tỷ bảng sẽ được dành cho việc tăng cường các nguồn quỹ chăm sóc xã hội. Dự kiến trong 3 năm 2018, 2019 và 2020, kinh tế Anh sẽ còn đối mặt nhiều thách thức từ Brexit và do đó, việc cắt giảm dự báo tăng trưởng sẽ là điều khó tránh.